Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin lo sụp đổ, Trung Quốc lập văn phòng mật vụ đỏ tại Hồng Kông. Vào hôm 20 tháng 6 năm 2020, Trung Quốc đã công bố chi tiết dự luật an ninh quốc gia mới cho đặc khu Hồng Kông, mở đường cho sự thay đổi sâu sắc nhất ở khu vực này kể từ năm 1997. Theo các thông tin do hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã loan báo, vào ngày 20 tháng 6, Hồng Kông sẽ lập một ủy ban giám sát việc thực thi luật mới. Đây là hình ảnh đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga trong một cuộc họp báo vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Theo Tân Hoa Xã, luật an ninh sẽ bao gồm các việc thành lập một văn phòng an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông. Văn phòng an ninh quốc gia sẽ xử lý các trường hợp đặc biệt mà chính quyền đặc khu Hồng Kông không xử lý được. Nhiệm vụ của văn phòng nhằm thu thập thông tin tình báo, phân tích tình hình an ninh trong khu vực hành chính đặc biệt và đưa ra khuyến nghị, đề xuất, đồng thời hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài ra, chính quyền Hồng Kông sẽ thành lập một hội đồng an ninh do trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đứng đầu và được giám sát, chỉ đạo bởi một ủy ban do chính quyền Trung ương Bắc Kinh lập ra. Hội đồng sẽ bao gồm cố vấn an ninh do Bắc Kinh gửi đến. Bà Lâm sẽ có quyền chỉ định các thẩm phán thụ lý các vụ án liên quan đến an ninh đặc khu, một động thái chưa từng có. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chính quyền ở Bắc Kinh vẫn có quyền bác bỏ phán quyết. Dự luật chi tiết cho phép trừng phạt và xử mọi hành vi đòi ly khai với Trung Quốc, lật đổ chế độ hay thông đồng với ngoại bang như là tội hình sự. Trong khi Trung Quốc cho rằng dự luật này chỉ nhằm đối phó với các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài, đồng thời vẫn đảm bảo nhân quyền và quyền tự do ngôn luận, thì nhiều quốc gia phương Tây và các nhà hoạt động tại Hồng Kông lại lo ngại rằng dự luật sẽ làm suy yếu, thậm chí sẽ làm chấm dứt mô hình một quốc gia, hai chế độ của đặc khu. Đây là hình ảnh ông Avin Yu, lãnh đạo của phong trào đảng Civic. Tại Hồng Kông, phe Dân Chủ đánh giá đây là một công cụ ngắn hạn nhằm loại trừ một số ứng cử viên trước kỳ bầu cử lập pháp vào tháng 9 năm 2020. Theo đài tiếng nói AFI của nước Pháp, lãnh đạo phong trào đảng Civic, một trong số các đảng chính trị đối lập ủng hộ Dân Chủ, Avin Wong đã nhận định dự luật chi tiết này là cơn ác mộng tệ hại nhất có thể cho Hồng Kông. Ông nói như sau: bàn tay của Bắc Kinh đang đặt ngay giữa trung tâm cơ quan hành chính và tư pháp Hồng Kông. Đúng là bà trưởng đặc khu hành chính sẽ có quyền chọn các thẩm phán có trách nhiệm phán quyết các hồ sơ an ninh quốc gia. Và điều làm cho tôi lo lắng hơn chính là sẽ có một cơ quan an ninh quốc gia do chính tự trưởng đặc khu lãnh đạo nhưng dưới quyền của một cố vấn do Bắc Kinh chỉ định. Vấn đề là ở đấy. Avin Yung còn tố cáo sự thiếu thông tin về bản chất của những hành vi có thể bị xem là tội hình sự, cũng như là việc không có thông tin về những án phạt có thể bị đưa ra. Vào lúc mà Ban Thường trực của Quốc hội đang có trách nhiệm soạn thảo luật này đã khiến kết thúc 3 ngày họp trong hôm thứ Bảy, cơ quan này lại họp lần nữa vào ngày 28 tháng 6, thay vì vào cuối tháng 8 năm 2020. Thế nên rất có thể là phiên bản cuối cùng của dự luật sẽ được bỏ phiếu và phê chuẩn tại phiên họp đặc biệt vào tháng 7 tới. Và nhiều khả năng văn bản luật này sẽ được thông báo và ban hành trong tháng 7. Một ngày trước khi Trung Quốc công bố chi tiết dự luật an ninh quốc gia mới cho đặc khu Hồng Kông, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 6 năm 2020 nói rằng trong tương lai Mỹ sẽ đối xử với Hồng Kông tùy theo mức độ Trung Quốc hành xử với hòn đảo này. Đây là hình ảnh video phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh Dân Chủ Copenhagen diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2020 dưới hình thức trực tuyến. Tại hội nghị thượng đỉnh Dân Chủ Copenhagen thường niên diễn ra vào ngày 19 tháng 6 năm 2020 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định cách thức Hoa Kỳ đối xử với Hồng Kông sẽ tùy thuộc vào cách hành xử của chính quyền Bắc Kinh đối với Hồng Kông. Và Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý trong tương lai, nếu Bắc Kinh coi Hồng Kông như là một thành phố của Trung Quốc chứ không phải là một đặc khu hành chính, thì Washington cũng sẽ đối xử với Hồng Kông như một thành phố bình thường của Trung Quốc. Và nó sẽ được đối xử giống như Thẩm Quyến hay Thượng Hải, và Mỹ sẽ rút khỏi từng thỏa thuận với Hồng Kông. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh tiếp như sau: mọi thỏa thuận là độc nhất giữa Mỹ và Hồng Kông, riêng rẽ và khác biệt so với những thỏa thuận của chúng tôi với Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ rút lần lượt khỏi từng thỏa thuận với Hồng Kông này. Ngoại trưởng Pompeo cũng đã nói trong hội nghị dân chủ ở Copenhagen trực tuyến rằng các cuộc bầu cử tại Hồng Kông dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới đây sẽ cho chúng ta thấy mọi thứ mà chúng ta cần biết về những ý định của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với tự do tại Hồng Kông. Cũng trong ngày 19 tháng 6 năm 2020, Nghị viện Liên minh châu Âu đã thông qua nghị quyết không ràng buộc, trong đó
khuyến nghị châu Âu và các quốc gia thành viên kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế nếu luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông được áp dụng. Đây là hình ảnh Nghị viện Liên minh châu Âu. Trong nghị quyết được thông qua vào hôm 19 tháng 6, Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ việc kiện Trung Quốc ra tòa án công lý quốc tế về việc nước này quyết định áp dụng luật an ninh quốc gia mới cho Hồng Kông. Trong nội dung nghị quyết, các nghị sĩ châu Âu kêu gọi các quốc gia thành viên hãy xem xét trong trường hợp luật an ninh mới được áp dụng, nộp đơn kiện lên tòa án công lý quốc tế cáo buộc rằng quyết định của Trung Quốc về việc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông đã vi phạm tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Các nghệ sĩ của châu Âu cũng mạnh mẽ lên án luật an ninh mới tấn công vào quyền tự trị của Hồng Kông, cũng như làm gia tăng sự can thiệp của Trung Quốc vào các vấn đề nội bộ của hòn đảo bán tự trị này. Và họ kêu gọi giới chức Trung Quốc và Hồng Kông trả tự do cho các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và những người biểu tình ôn hòa đang bị cầm tù và xóa bỏ các tội danh đang áp lên những người này. Các nghị sĩ châu Âu muốn Liên Hợp Quốc chỉ định một đặc phái viên để chuyên trách về tình huống tại Hồng Kông. Và Nghị viện châu Âu cũng quan ngại mạnh mẽ về các quyền dân sự, chính trị và tự do báo chí tại Hồng Kông đang bị tổn hại và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và khách quan về việc cảnh sát Hồng Kông sử dụng vũ lực đối phó với những người biểu tình ủng hộ dân chủ. Nghị quyết của Nghị viện châu Âu cuối cùng mạnh mẽ thúc giục các nước thành viên của châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao châu Âu Joseph Borrell hãy tuyên bố về vấn đề luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông cũng như các vấn đề nhân quyền, chẳng hạn như tình hình của người Duy Ngô Nhĩ là ưu tiên hàng đầu trong hội nghị giữa châu Âu và Trung Quốc trực tuyến diễn ra vào hôm thứ Hai 22 tháng 6 và tại cuộc họp giữa các lãnh đạo của châu Âu và Trung Quốc đã lên kế hoạch. Phản ứng về nghị quyết của Nghị viện châu Âu, phát ngôn viên của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Trung Quốc, ông Yung Song-chi vào hôm thứ Bảy ngày 20 tháng 6 đã lên tiếng cực lực phản đối. Ông Yu Wenxi cho rằng nghị quyết của châu Âu đã bóp méo nghiêm trọng sự thật và gia tăng can thiệp công khai vào các sự vụ của Hồng Kông, theo hãng truyền thông Reuters đã đưa tin từ Tân Hoa Xã. Và trước châu Âu, một tổ chức đa phương khác là nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 cùng với đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu đặc trách đối ngoại vào hôm thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2020 cũng đã ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về việc Trung Quốc thực thi an ninh quốc gia tại Hồng Kông, trong đó kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại quyết định này. Đây là hình ảnh chụp màn hình tuyên bố chung của các nước G7 và Liên minh châu Âu về Hồng Kông. Tập hợp 7 cường quốc phát triển bao gồm Anh, Pháp, Đức, Ý, Hoa Kỳ, Canada và Nhật Bản. Nhóm G7 và Liên minh châu Âu đồng thời bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về nguy cơ luật về an ninh Hồng Kông sẽ đe dọa các quyền và sự tự do của đặc khu Hồng Kông, vốn được đảm bảo bởi nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ. Tuyên bố cũng đã nêu rõ, luật an ninh quốc gia được thúc đẩy có thể làm suy yếu nghiêm trọng nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ và mức độ tự trị cao của lãnh thổ này, tức là Hồng Kông. Và điều này sẽ gây tổn hại với hệ thống quản trị đã giúp cho Hồng Kông phát triển phồn thịnh và đạt được thành công trong bao nhiêu năm qua. Tuyên bố đã chỉ ra như sau, tranh luận công khai, hiệp thương cùng các bên liên quan về lợi ích, tôn trọng cùng quyền lợi Hồng Kông dưới sự bảo hộ là cần thiết. Tuyên bố cũng đề cập đến vấn đề mà các ngoại trưởng cùng đại diện cấp cao của châu Âu đặc biệt quan tâm, cụ thể là việc cưỡng ép thực thi luật an ninh quốc gia sẽ làm suy yếu và đe dọa xói mòn các quyền lợi và tự do căn bản của người dân Hồng Kông, trong khi các quyền lợi này và tự do này đã được đảm bảo bởi luật pháp và hệ thống tư pháp độc lập. Cũng trong tuyên bố, các ngoại trưởng G7 cũng kêu gọi, chúng tôi mạnh mẽ hối thúc Trung Quốc xem xét lại quyết định này. Trung Quốc đã lập tức phản đối bản tuyên bố chung của Ngoại trưởng G7 và Liên minh châu Âu. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Hawaii vào ngày 17 tháng 6 vừa qua. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nhân cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tại Hawaii vào ngày 17 tháng 6, ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, phụ trách lĩnh vực đối ngoại, đã cương quyết phản đối việc Mỹ và G7 xen vào vấn đề Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên sau cuộc gặp của hai quan chức ngoại giao hàng đầu của hai nước cho biết, ông Dương Khiết Trì đã bày tỏ lập trường cứng rắn của Trung Quốc về Hồng Kông, Đài Loan và Tân Cương. Và người phát ngôn của Trung Quốc này cũng nhắc lại rằng việc ban hành luật an ninh về Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Giới quan sát thì cho rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi cưỡng ép Hồng Kông với luật an ninh quốc gia ngay trong đại dịch đã gánh lấy rủi ro có thể làm các nhà đầu tư ngoại quốc rời bỏ đặc khu và có thể bị Hoa Kỳ trừng phạt. Nhưng ông Tập tin rằng ông sẽ chiến thắng khi vừa củng cố được hình ảnh một nhà lãnh đạo cứng rắn đối với người dân Hoa Lục, vừa kết thúc được phong trào biểu tình đại quy mô ở Hồng Kông.
Nhà nghiên cứu chính trị độc lập Trần Đạo Ngân giải thích như sau: Tập Cận Bình hoàn toàn cân nhắc được các nguy cơ. Dưới mắt ông ta, Hồng Kông đã trở nên thành trì của các thế lực thù địch nước ngoài và là mối đe dọa ngày càng lớn. Ông hy vọng đạo luật sẽ giúp thống lĩnh về chính trị mà không ảnh hưởng đến tư cách quốc tế của Hồng Kông. Nhưng mọi việc đến nay dường như đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của ông Tập Cận Bình, bởi không chỉ Mỹ đang cương quyết theo đuổi một lập trường cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông, mà ngay cả Liên minh châu Âu trước kia muốn tránh đối đầu trực diện với Bắc Kinh thì nay đã có những động thái rất cụ thể và rõ ràng phản đối Trung Quốc áp dụng luật đặc khu mới cho xứ cảng Hồng Kông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba ngày 23 tháng 6 năm 2020 với bản tin Lo sụp đổ, Trung Quốc lập văn phòng mật vụ đỏ tại Hồng Kông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.